Tài năng chỉ là một yếu tố quyết định thành bại của một người. Phẩm đức và nhân cách mới chính là tấm vé song hành bảo đảm cho sự thành công lâu dài của đời người. Lười biếng, kiêu ngạo và hoang phí không chỉ hủy hoại một người mà còn là nguyên nhân làm lụi bại cả một gia tộc. Muốn gia tộc hưng thịnh phải làm được siêng năng, khiêm tốn và tiết kiệm. Chính vì vậy, làm người phải hiểu được ba quy tắc cơ bản sau đây để sống một đời ý nghĩa. Thứ nhất, người tài giỏi đều vì kiêu ngạo mà thất bại. Người tài thường nhanh nhẹn, tài trí nên có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và nảy ra những ý tưởng hay ho. Tuy vậy, điều duy nhất khiến họ thất bại chính là vì tính cách kiêu ngạo của chính họ. Họ luôn phớt lờ người khác, cho rằng mình đã đủ giỏi và không cần học hỏi gì từ những người xung quanh. Vì vậy, một khi đã kiêu ngạo, những người này sẽ trở nên tự cao tự đại và tự đắm chìm vào vòng hào quang bản thân tự tạo ra mà không để mắt đến những lời nói của người khác. Cứ như vậy, thất bại là điều dễ dàng. Lại có câu, một người kiêu ngạo là khi họ không thèm che đậy sự khôn ngoan của mình. Ở đời, giấu dốt là dại dột, giấu khôn là khôn ngoan. Con người cần học cách che đậy sự sắc sảo của bản thân. Tài năng và trí tuệ thực sự là biết những điều mà bản thân mình không biết, để từ đó không ngừng học hỏi và ngày càng tiến bộ. Nước chảy chỗ trũng, khi ta hạ tư thế xuống chỗ thấp nhất, tuy phúc chưa tới, nhưng họa sẽ rời xa. Trong thời đại này, nhiều người nóng vội thể hiện bản thân, khao khát được người khác công nhận. Vì vậy, khi vừa mới đạt một chút thành tựu, đã vội dương dương tự đắc, coi thường người khác. Trong cuộc sống này, chỉ có những người có tài mà lặng lẽ, có công mà biết thận trọng, có thành tựu nhưng khiêm tốn thì mới là bậc đại tài thực sự. Thứ hai, người bình thường vì lười biếng mà thất bại. Trên đời này, có rất nhiều người bình thường. Lý do khiến họ không trở nên đặc biệt không phải vì họ không đủ tài năng, mà vì họ thực sự lười biếng. Trong thời đại ngày nay, hầu hết ai ai cũng mong muốn một cuộc sống như thế này. Có nhiều tiền, chỗ làm việc gần nhà, quyền cao chức trọng nhưng trách nhiệm nhẹ nhàng. Mong được ngủ đã đời rồi thức dậy, đếm tiền cho đến khi mỏi tay. Cứ lễ Tết là có tiền thưởng, người ta tăng ca còn mình tăng lương, sống nhàn nhã đến cuối đời. Đây là sự thoải mái mà bao người khao khát. Nhiều người còn coi trạng thái sống này là mục tiêu. Tuy nhiên trên thực tế, đây là lười biếng, cũng được gọi là không làm mà hưởng. Bạn nghĩ rằng đó là sự nghỉ ngơi, nhưng thực tế đó là sự buồn chán. Trạng thái sống này làm hao mòn đi tính cách của bạn, làm tiêu tan hy vọng và khiến đầu óc bạn ngày càng rỗng tuếch, hạn hẹp. Khi bạn mất đi phương hướng, bạn hoang mang hơn về cuộc sống và sống vất vơ vất vưởng như một cái xác vô hồn. Đây cũng là hiện trạng của những người tầm thường trên thế giới. Họ thích nhàn hạ, lười làm việc và mơ tưởng về những điều mình mong muốn. Nhưng cuối cùng, họ thường chẳng đạt được gì. Ngược lại, cũng có rất nhiều người bình thường nhưng chăm chỉ, tận tâm với công việc và tạo ra nhiều giá trị cho tập thể và xã hội. Từ đó, họ có được sự công nhận của tất cả mọi người. Có một quy tắc 10.000 giờ nổi tiếng. 10.000 giờ luyện tập là điều kiện cần để bất kỳ ai cũng có thể từ một người bình thường trở thành bậc thầy. Để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần 10.000 giờ. Nếu bạn làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, thì việc phải mất ít nhất 5 năm để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực. Điều khiến một thiên tài trở nên phi thường trong mắt mọi người không phải là tài năng vượt trội, mà chính là sự nỗ lực không ngừng của họ. Danh họa Leonardo da Vinci là một người như thế. Ông bắt đầu vẽ tranh bằng chứng từ khi còn rất nhỏ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từ khổ luyện mà có được kỹ năng xuất chúng. Vì thế mà sau này, ông đã cho ra đời hàng loạt bức họa nổi tiếng thế giới. Một trong số đó là tuyệt tác Mona Lisa, khiến cả thế giới ngả mũ thán phục. Do đó, những người bình thường có thể tạo ra kỳ tích, miễn là họ sẵn sàng bỏ công sức. Ở một góc độ khác, nếu một người sẵn sàng dành thời gian, bỏ công sức để thực hiện một công việc hay khổ luyện một kỹ năng nào đó, thì người đó chính là người phi thường trong những người bình thường. Đây chính là sự khác biệt giữa tầm thường và bình thường. Chúng ta có thể bình thường, nhưng không thể tầm thường. Thứ ba là gia hòa tại kiệm. Có câu, kiệm đức chi cộng dã, xỉ ác chi đại dã. Tự cổ chí kim, cần kiệm là đức tính mà những người cao thượng đều có. Còn hoang phí, lãng phí lại là hành vi không tốt nhất. Tuy nhiên,
Có người cho rằng câu nói này hơi phiến diện về việc tiêu xài hoang phí, bởi lẽ thỉnh thoảng hoang một chút cũng không có ảnh hưởng xấu gì. Hoang phí giống như đục một lỗ nhỏ trong két sắt, cái lỗ ấy sẽ ngày một to ra, ăn mòn hết tài phú của bạn, và cuối cùng két sắt sẽ trở thành một đống sắt vụn. Một người họ Vương, một thương gia lớn ở Quảng Đông Trung Quốc, mỗi ngày đều rủ bạn bè tới mở tiệc rượu chè. Nhưng rượu mua về lại không bao giờ uống hết, cứ sau một bữa tiệc là một đống rượu thừa bị lãng phí. Ông Trương là bạn của cha của cậu Vương. Trông thấy cậu Vương hoang phí như vậy, ông bèn khuyên: thành bởi cần kiệm, bại bởi hoang. Có nhiều tiền tới đâu thì cũng sẽ không trụ nổi được sự dày vò này đâu. Nhưng cậu Vương lại luôn nói rằng: chú à, chú khỏi cần lo, cháu chú làm ăn lớn, có tiêu thế nào cũng không hết tiền được đâu. Cứ hoang phí như vậy vài năm trời, cộng thêm với việc gặp tiểu nhân, cậu Vương rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Nhưng khi cần tới sự giúp đỡ thì những người bạn cùng nhậu nhẹt khi xưa ai nấy đều đóng cửa không tiếp. Một hôm, cậu Vương tới trước cửa hàng rượu, sờ sờ vào chiếc áo cũ mềm mình đang mặc, chỉ biết đứng đó bất lực, lắc đầu. Vừa hay lúc đó gặp được ông Trương, ông bèn mời cháu trai tới nhà mình, đồng thời đưa cậu Vương đi tới một căn phòng đựng số rượu mà năm đó cậu lãng phí không thèm. Cậu Vương run run sờ vào những vò rượu đó, những ngày ăn chơi hưởng lạc bỗng hiện ra trước mắt. Cậu Vương bất lực quỳ rụp xuống rồi hét lên một tiếng. Ông Trương đỡ cháu trai dậy rồi nói: ta cho cháu chỗ rượu này không phải để cháu uống, mà là để cháu bán lấy tiền, bắt đầu lại từ đầu. Phương pháp báo đáp tốt nhất với ta là cháu phải biết sai mà sửa, cần kiệm, không được lãng phí, hoang tàn, cũng xem như không phụ ủy thác của ba cháu với ta trước khi mất. Cậu Vương dùng một vài vò rượu bán lấy được 22 lạng bạc, rồi dùng số tiền này mở một tiệm lương thực nhỏ. Kể từ đó về sau, cậu Vương luôn nhớ kỹ lời người chú của mình, cần kiệm, nghiêm túc kinh doanh, dần dần lấy lại được cuộc sống huy hoàng ngày xưa. Một người nếu quá hoang phí, không biết tiết kiệm, tốc độ tán gia bại sản luôn sẽ nhanh hơn tốc độ kiếm tiền của anh ta. Trông thì tưởng là hào phóng, nhưng đó lại là mầm mống của sự lụi bại. Dù có cả gia tài đồ sộ trong tay thì sớm muộn gì cũng sẽ nhanh chóng trắng tay. Gia Cát Lượng trong cuốn Giới Tử Thư có viết: kiệm dĩ dưỡng đức, cần kiệm là dưỡng đức. Đức có thể thành toàn nên một người, càng có thể làm một gia tộc trở nên thịnh vượng. Quá khứ chúng ta nghèo, tiết kiệm là đương nhiên. Hiện tại chúng ta giàu, vẫn cần phải tiết kiệm. Biết tiết kiệm không hoang phí mới giữ được của, mới giữ được hạnh phúc. Lười biếng, kiêu ngạo, tự mãn, hoang phí là những điểm yếu của con người, là nguyên nhân cốt lõi khiến sự nghiệp lụi bại, gia nghiệp bất khởi. Muốn làm người trên người phải siêng năng, muốn thuận lợi mọi bề phải khiêm tốn, muốn giữ được hạnh phúc phải cần kiệm. Nếu lúc nào chúng ta cũng có thể tự suy ngẫm lại về bản thân, tránh xa những thói quen xấu, vậy thì cuộc đời và gia đình mới ngày càng thuận lợi. Thế giới đổi thay từng ngày, nhưng cần, khiêm, kiệm thì vẫn luôn giữ được bản chất tốt đẹp của nó. Người có tài sợ nhất sự kiêu ngạo, người kém tài sợ nhất sự lười biếng. Kiêu căng và lười biếng ở đây cũng phản ánh đức hạnh của một người. Vì vậy, suy cho cùng, không cần biết một người có tài năng hay không, chính phẩm đức của họ sẽ quyết định họ có thành công hay không.